Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố ghi lại cuộc tấn công bất ngờ của pháo binh Nga vào các vị trí của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra sau khi máy bay không người lái UAV tiến hành do thám, cung cấp thông tin về các mục tiêu Ukraine. Video quay từ trên không cho thấy các chiến hào và nơi trú ẩn của quân Ukraine trong địa hình rừng liên tục bị đạn pháo 152mm bắn phá. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn chưa có hồi kết, hai bên vẫn tung các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa hai bên. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine của Mỹ và các nước NATO khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Theo hãng tin Novosti, Tập đoàn Rostec của Nga đã bắt đầu đưa những khẩu pháo tự hành bánh hơi 120mm Floss mới đầu tiên tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm. Theo nhà sản xuất, tốc độ bắn của pháo tự hành bánh hơi Floss là rất ấn tượng, cho phép bắn nhiều phát đạn từ các góc bắn khác nhau vào một mục tiêu cùng lúc. Thời gian để chuyển pháo từ trạng thái hành quân sang chiến đấu ngắn hơn đáng kể, chỉ khoảng một phút. Theo thông tin, việc bàn giao pháo tự hành Flock cho quân đội Nga vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng FLOG được triển khai trên chiến trường Ukraine và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chiến đấu. Pháo tự hành bánh hơi FLOG được nhiều chuyên gia Nga và cựu sĩ quan đơn vị pháo binh nước này đánh giá là có tiềm năng trở thành vũ khí quan trọng trong các hoạt động chiến đấu trên bộ. Tập đoàn Rostec có lịch sử sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga và pháo tự hành Flock là minh chứng cho điều này.